đầu video, Thư xin gửi lời chào thân thương đến tất cả cả nhà. Mến chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy niềm vui và luôn luôn hạnh phúc bên gia đình. Thì hai tuần nay Thư lu bu quá, không có thời gian để ra video mới, thì mong cả nhà hãy thông cảm giùm cho mình nha. Cũng may là tối hôm nay mình có một chút xíu thời gian, thành thử là hồi nãy mình có đi chợ và mình đã mua một ít hoa về để mình sẽ tự cắm cho mình một cái bình hoa. Thì trước mặt mình đây là có một cái bình hoa màu vàng. Thì lần trước Thư có order một cái chậu hoa, thì cái bình này nó còn rất là tốt, thành thử Thư giữ lại để mình cắm hoa lần thứ hai. Thực sự mà nói thì Thư không có qua trường lớp gì học cắm hoa cả, chỉ là cắm hoa vì sở thích mà thôi. Thành thử là nếu như mà hôm nay mà Thư cắm hoa không có đẹp thì cũng mong cả nhà thông cảm nha. Cảm ơn cả nhà, xin mời cả nhà hãy cùng theo dõi nha.
nhà ơi, thế là mình đã cắm xong cái bình hoa này nha. Tại vì mình thì không phải nhà nghề cắm hoa, thành thử mình cắm hết bình hoa này hết 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà mình cũng rất là vui là nó đã được hoàn thành. Thì Thư rất là cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian và theo dõi. Xin hẹn gặp lại cả nhà lần sau nha. Cảm ơn cả nhà.